quản lý tài chính cá nhân hiệu quả không phải là điều gì quá khó khăn nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng đầu tiên hãy bắt đầu từ việc hiểu rõ thu nhập của bạn bạn có biết rằng nhiều người thường chỉ nhìn vào số tiền họ kiếm được mà quên đi việc theo dõi từng khoản chi tiêu hãy ghi chép lại tất cả mọi thứ bạn chi tiêu trong một tháng từ tiền ăn uống đi lại cho đến những khoản nhỏ như cà phê hay bánh ngọt điều này sẽ giúp bạn nhận ra mình đang tiêu tiền vào đâu và có thể cắt giảm ở những khoản không cần thiết. Tiếp theo, hãy lập ngân sách cho từng tháng. Ngân sách không chỉ là một bản kế hoạch mà còn là một công cụ giúp bạn kiểm soát tài chính của mình. Bạn có thể chia ngân sách thành các mục như tiết kiệm, chi tiêu cần thiết và chi tiêu cho sở thích. Đừng quên dành ít nhất 10% thu nhập của bạn cho việc tiết kiệm, bởi vì đó chính là tương lai của bạn. Một điểm quan trọng nữa là hãy tìm hiểu về đầu tư. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư chỉ dành cho những người giàu có. Nhưng thực tế không phải vậy, bạn có thể bắt đầu với những khoản nhỏ và dần dần học hỏi về cách đầu tư thông minh. Hãy nhớ rằng, tiền không chỉ để tiêu mà còn để sinh lợi. Cuối cùng, hãy luôn giữ một tâm lý tích cực và kiên nhẫn. Quản lý tài chính cá nhân là một hành trình dài, nhưng nếu bạn kiên trì và có kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.